Ghép của bố ra hãng này, bố cho nguyên một cái dép đây. Bố lấy dép làm gì? Buổi tối đúng rồi, buổi tối nước lạnh này và thủy triều nó lên ấy, nước nó lớn ấy thì mình bơi mình dễ bị gì nhỉ, bị chết đuối. Trên này là hiệu bố. Con phải lấy đủ để làm cát. Mất rồi bố ạ. Xui cẩn thận không mà lại rơi cát vào mặt và mắt người khác nhá. Xây lâu đài trên này đi. Xây lâu đài như thế thì là xây lâu đài ở thế này thì sao? Xây đi. Cái nào sáng sáng ấy, cái này đấy. Không biết là có được không? Được rồi. Con phải đào sâu mấy lần mới được ấy. Là cát nó hơi ẩm ẩm đúng không? Con phải đào sâu rồi đấy. Đây là anh đừng có phá lâu đài của anh nha. Đây chỗ con đào này. Sâu kín luôn. Con sẽ đào rộng ra. Để thu nhập nó nhanh hơn. Bây giờ bố sẽ làm một cái đoạn phẳng như này. Và con sẽ làm vài cái lâu đài như này nhá.